về ba ở nha, về ba ở nha Quýnh nha Đấy, nha ngoan lắm, con này nha. ngoan Mà chú Dũng cho con hỏi, chú Dũng nuôi con bé này lâu chưa? lắm. 6 năm, 7 năm. 6-7 năm rồi hả? Ừ. 6-7 năm mà chưa có đặt được cái tên cho nó luôn. Nhưng mà không biết cái hoàn cảnh của chú á, thì chú có thể chia sẻ cho mọi người cùng biết là cái lý do tại sao mà chú muốn trao con bé này cho con á. Đó, Nuôi cũng 6-7 năm rồi. Bây giờ mình không có chăm sóc được cho nó, tắm rửa được cho hàng ngày ấy. Rồi bây giờ mình cũng lớn tuổi rồi mà muốn Dạ. tắm xong cho nó là người tôi giống như đứa đầu tim ấy. Bây giờ bên này nó chỉ ở đây hết ở ngoài kia. Đúng rồi. Là thôi lắm trời ơi, sáng nào tôi cũng phải dọn tôi quét. Cái nhà nó ô nhiễm kinh khủng luôn. Tôi hít phải là tôi lên con xuyễn luôn. Dạ. Sáng dậy mở cửa ra là mùi cái phòng ngoài này nó giống như là cái toilet rồi. Hơi nó bay ngoài kia một đống phân nước tiểu. Dạ. Và toàn tôi phải dọn không à. Chào cả nhà, hiện tại là mình đang có mặt tại đường Tân Vĩnh, quận 4 nha cả nhà. Thì cách đây khoảng mười mấy tiếng á, thì có một cái người chú này gọi điện cho mình, muốn chia sẻ là muốn trao một cái con bé chó này lại cho mình. Chú ơi, thì chú cho con hỏi nè, chú tên gì để con tiện trả lời chứ? Tên là Dũng. Tên là Dũng hả? Dạ. Bây giờ mình không có chăm sóc được cho nó, tắm rửa được cho hàng ngày ấy. Rồi giờ mình cũng lớn tuổi rồi mà muốn Dạ. tắm xong cho nó là người tôi giống như đứa đầu tim ấy. Dạ. Ủa mà chú Dũng cho con hỏi, chú Dũng nuôi con bé này lâu chưa? 6 năm, 7 năm rồi. 6-7 năm rồi hả? Ừ. 6-7 năm mà chưa có đặt được cái tên cho nó luôn. Nhưng mà thực ra chó thì nó ra thằng con tôi nó xin về. Dạ. Nó, nhưng mà nó giờ nó ngoan ngoan đi Dạ. ăn nó. Con thì hoàn toàn không có chăm sóc được nó mà mình lại toàn tôi chăm sóc không à. Đây này, đây 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 này. Sáng nay cho nó ăn no lên đây hết rồi đấy. Thịt gà rồi, đây cái à. Hạt thịt bò đấy. Đây ông, tôi chở về nha, ở với ba nha. Nghe không? Nó cũng không chịu chú luôn à. Trời ơi, nó chạy cà tưng mất cười ghê không? Bình thường không sao mà chú kể đi, chú đừng có hết chứ. Thì để con nói chú nghe. Thì cái ở bên máy ấm của con á, ở bên máy ấm con á là đặc biệt là không nhận những cái hoàn cảnh là cháu có chủ này nọ, chỉ nhận những mấy bé mà bị đánh đập bỏ rơi với lại coi như bán trong lò mổ á thì con sẽ nhận. Nhưng mà không biết cái hoàn cảnh của chú á, thì chú có thể chia sẻ cho mọi người cùng biết là cái lý do tại sao mà chú muốn trao con bé này cho con á. Nuôi cũng 6-7 năm rồi. Mình nói thật sự là ngày xưa thì mình không có, hồi xưa nó nhỏ lắm. Dạ. Thế nên tâm mình hàng ngày mình tắm rửa cho nó được. Dạ. Rồi cho nó ăn thì vẫn bình thường. Nhưng mà bây giờ thực ra tôi năm nay tôi lớn tuổi rồi, tôi 65 tuổi rồi. Đúng rồi. Đấy, tôi đi về hưu rồi mà sức khỏe tôi là đằng này yếu lắm. Đó. Thứ bệnh nó mình có cái bệnh cao khác. Dạ. Đấy, thì mỗi một lần tắm rửa cho nó. Mà chú ở nhà này chú sinh sống con mình hả? Mấy thằng con thôi, mà thằng con thôi nó đi làm suốt à. Dạ. Nó làm đến đêm vẫn về, không có ai cho con này ăn đâu. Mấy là có hai cha con thôi. Chỉ có mỗi tôi với con này là mà không, tôi mà không có ở nhà. Có cái lỗ mũi kỳ thôi Vin. Mũi đỏ hả? Rồi giờ cũng con cũng biết tên gì mà để đặt cho bé nữa. Cún nè. Đây, đây cún, cún, cún. Cún ơi. Cún nè. Kêu kìa, chú kêu cún 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 vậy hả? Cún là nó ra đây nè. Cún ơi. Thì nói chung thì chú cũng chia sẻ, chú nói chú cũng bị cao huyết áp gì đó. Ừ. Chú không còn khả năng mà để chú chăm sóc cho bé nữa. Đó. Mà chú trao cho con vậy thì con của chú có đồng ý hay không? Có đồng ý rồi. Dạ. Mãi nó mới đồng ý. Thì thực sự mà nói á, mà khi mà con nhận mấy bé cháu có chủ rồi nè, con cũng gây rắc rối cho con nhiều lắm. Không sợ. Dạ. Nó đồng ý rồi. Dạ. Tôi mới dám cho chứ. Tại vì một khi mà nó vô mấy ấm con rồi á, một khi vô rồi là không có ra. Đúng rồi, con sẽ nuôi nó đến suốt cuộc đời. Đúng rồi, tôi nói nó là bây giờ mày cứ yên tâm đi, là người ta nuôi nó và không bao giờ mày thích đến thăm thì mày thăm thôi. Dạ. Mà bây giờ mày không có nuôi, mày không có chăm sóc, mày không có cho nó ăn, không có gì mà tất cả là tao, mà tao bây giờ càng ngày càng già càng yếu. Mấy hôm đi cấp cứu ban đêm ấy, tao huyết áp rồi lên cơn xuyễn nữa. Ừ, vợ chú đâu? Giờ chú mất rồi. Giờ chú mất rồi hả? Mất dạ. Lâu rồi. Dạ. Cái này nhà nhà của chú luôn hả chú? Ở nhà mình mà. Dạ.
chỉ có hai cha con. Và sau đó thì hồi nó học lớp 12 ấy, là nó cách đây 6 năm ấy, thì nó xin con chó này về. Hồi đó con nhỏ xíu à, thì lúc nó nhỏ thì mình không ngại, bây giờ nó càng ngày càng to. Mà mình nuôi trên chung cư vậy thì nó có gây phiền phức gì đến bởi nó? Vậy cho nên là bây giờ bên này nó chỉ ở lại hết ở ngoài kia. Đúng rồi. Thôi lắm trời ơi, sáng nào tôi cũng phải dọn, tôi quét. Nè này, nước đáy gì nè, nhìn là biết nó đáy này. Cái nhà nó ô nhiễm kinh khủng luôn. Dạ, thì con nói chú á, một ở máy ấm của con này hiện tại bây giờ có hơn 300 bé rồi đó. Thì một khi mà mình đã giống như là cua mang hay là nhận muốn nuôi một con mèo, con chó, con chim này nọ thì mình phải chuẩn bị cái tâm lý hạn như ở cái giống chó này là mình nuôi sau này nó phải bự, nó to như thế nào, rồi này thì nó rụng lông như thế nào, để một khi mà mình nuôi nó đến 6-7 năm rồi đó, cái giống như lúc đó cái mình chán nản như cái nhà dơ dái ô nhiễm hàng xóm này nọ đó thì đó thì nó sẽ giống như là tôi hít phải là tôi lên con xỉu luôn. Dạ. Sáng dậy mở cửa ra là cái mùi cái phòng ngoài này nó giống như là cái toilet rồi, hơi nó bay ngoài kia một đống phân nước tiểu. Dạ. Mà toàn tôi phải dọn không à? Thầy con nói với chú đó, có nhiều người á, con lại con quay phim này nọ nè, người ta có nhiều người người ta thương chó lắm. Trời ơi, con nói cô ơi, con nói chú á, ngày nào cũng dọn, nếu thế bây giờ anh ra ngoài một ban công sẽ rất sạch sẽ. Mọi thứ nước như là mình để ra đấy, kiểu dãy xô nước ấy, để dành cho nó để dọn. Cún ơi. Anh nó quen rồi đấy. Về bà ở nha, về bà ở nha Cún nha. Đấy, nha. Nó ngoan lắm, con này ngoan lắm. Nói chung là sao? Chả đi chơi nha. Mới ra cái đĩa hạt này, một đĩa to tướng luôn. Ăn gần hết rồi. Chở Cún đi chơi nha. Dạ. Trời ơi, mà chú có chích người cho bé chơi chú. Chích rồi, nó là dạ. Hai lần nữa đấy, chích dài á. Dạ. Cún ơi. Ôi, chích cái hồi nó còn nhỏ cái đấy. Trời ơi, đu theo tôi luôn rồi kìa. Đấy, giờ quen rồi đó, nó quen nhanh lắm. Thôi thì nói chung con cũng cảm ơn gia đình chú đã cua mang nó cũng 6-7 năm rồi. Thực ra mình rất là nhớ nó đấy. Thế nhưng mà bây giờ cái gì ở đá như thế mà không dọn, thì đơn giản con nói chú thôi, chẳng hạn như á, ai mà ăn lại mà không nghĩa thì chẳng hạn như con người mình á là có ý thức là ăn xong đi vô nhà vệ sinh đi cầu này đó. Thì bây giờ ngày xưa nó ở trong đây này, bộ phòng khách thì chỉ khắp nhà. Trời ơi, còn nói mấy ấm con nó muốn leo lên lên giường nó ỉa là ỉa, leo muốn niệm là ỉa ỉa. Nói chung là mình thương nó hiện sao cũng được, với lại cái giống bé này nó hay rụng lông nhiều nè. Mới tắm cho nó tắm cái đi của này thì bây giờ con nói chú nha, thì cái quy định của máy ấm con nãy con cũng nói rồi đó, một khi con nhận rồi là không có để vài bữa nó thôi, chú nhớ nó quá chú vừa đem nó về cái đó là không được nha. Thì trong cái thời gian mà chú cháu mình ngồi nói chuyện này, chú cứ suy nghĩ đó. Tôi đã nói rồi, tôi đã quyết định là tôi gọi mà. Dạ. Biết không, cô em gái tôi Đức á. Dạ. Mấy lần tôi nói anh mà tối nay anh lên anh nhảy cao cái tháp, người anh cứ ngửi cái mùi của nó là anh lên cơn xuyễn này. Ừ. Uống thuốc xuyễn. Ừ. Chị không nổi luôn, cái mùi mở cửa ra là cái mùi phân đó. Ôi ơi. Thì tôi lên đi tiểu cái là mở cửa ra một cái là nước tiểu mà phân nó, cái mùi phân nó bốc là từ cái ban công. Nó yeah. Bắt vào trong nhà. Ủa mà giờ sao chú biết một con chú gọi được con? Em gái tôi ở bên Tây Đức á. Nó định kêu với nó. À. Thế là nó mới bảo tôi, thế thì em cho anh cái số điện thoại này. Dạ. Yeah. Đấy, để cô ấy cứ lang thang ở trên mạng ấy. Dạ. Yeah. Thì cô lại thấy. Thế là cô ấy ghi cái số điện thoại của em. Dạ. Yeah. Có gửi về cho anh ấy chứ. Dạ. Yeah. Thế anh ơi, là sao biết, anh đâu có không ngờ là mình có cái trung tâm cứu hộ như này ấy. Thì cái máy ấm của con á là chuyên giống như là lụm nhặt hay là đi cứu giải cứu mấy bé mà bị trong lò mổ với bị ngược đãi đó, mang về nuôi hết luôn. Mà nuôi á, bên máy ấm con được cái thì nuôi cái quy định là không có cho ai hết trơn. Bởi vì càng ngày nó càng cái số lượng càng tăng lên chứ không có giảm. Đó. Cứ hít cái lồng này. Cún ơi.
Trời ơi, bé Cuốn cũng 6-7 tuổi nè cả nhà. Thì hôm nay thì mình tìm đến nhà của chú Dũng. Thì chú Dũng có chia sẻ là bây giờ là do cái tuổi cao quá, cao tuổi á, nên cái áp huyết này nọ với lại không có hít được cái những cái mùi của bé Cuốn này. Khi mà bé Cuốn này đi đi thải ra đó thì chú lên cơn suyễn này nọ. Thì cũng được một cái người em ở bên Tây Úc hả cơ ha. Ờ bên bên một người em bên Tây Đức á có cho chú số điện thoại của mình, nên chú Dũng đã liên hệ. Thì mà mình hôm nay mình đã tìm đến đây để mình rước cái bé Cuốn này về máy ấm nè cả nhà. Cuốn ơi, Cuốn nè. Thôi vậy bây giờ nói chú ơi, con ấy mang cái giỏ này chú bỏ vé vô.